Xin chào ông Cường Nguyễn, hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn ông về vấn đề giới trẻ hiện nay. Giới trẻ hiện nay. Vâng. Xin chào anh. Anh nghĩ giới trẻ hiện nay thì có xu hướng thay đổi như nào so với ngày xưa? Nói chung thì tôi thấy là giờ thay đổi quá nhiều. Mà cái gì? Các dâu bạn tôi